sau đêm nay ba gùi sẽ suy nghĩ lại có nên chuột tư nhị hay không. Ba gùi. Hello cả nhà yêu của Trinh. Không biết cả nhà nghỉ Tết có vui không ta? Chứ Tết năm nay là Trinh rất là vui và cực kỳ náo nhiệt luôn. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương và ủng hộ chị em hai trong dịp Tết vừa qua nha. Không biết cảm ơn cả nhà bao nhiêu cho đủ nữa. Nên là hôm nay Trinh sẽ gửi đến cả nhà một số cảnh behind the scene của chị em hai. Xem cho vui nha cả nhà. Đây đây đây, Trinh cùng ekip đang cúng khai mái nè cả nhà. Có anh Vũ Ngọc Đản, ba Công Ninh, chị Minh Hằng, chị Lê Giang, Đoàn Di Băng và các anh chị diễn viên cùng toàn thể ekip rất là đông đã có mặt để cúng nè. Có nghĩa là Trinh đó là ngày hôm nay là ngày bấm máy, là ngày sinh nhật của Minh Hằng, nên là Trinh muốn món quà rất là bự luôn nè. Đó, nên là bây giờ Trinh muốn là cái ngày mà họp báo công bố dự án phim là Trinh muốn làm cái ngày sinh nhật của Trinh luôn. Trinh nói là để cho nó lấy quà lại. Lấy quà lại. Dịp để tặng quà tặng lại. Tặng quà tặng lại. Muốn lấy quà. Trời ơi. Không phải, muốn lấy quà. Sinh nhật của Trinh là 27 tháng 9. Đúng là áp lực cho Minh Hằng lắm. Bởi lúc mà Trinh vừa mới gửi quà qua đó rồi, Minh Hằng áp lực lắm rồi. Quà nó ghê quá, xịn quá mới đâu. Vàng tới, vàng ơi ra cúng. Vàng tới được kìa. Cúng cô chị ơi, đúng rồi. Thấy bầu quyền qua phố thấy nguyên màu trắng. Chồng có mùi hóa trang á. Chị coi hoa gì giống như chưa? Chị coi mùi năm tới mình còn. Em máy là chụp. Chúc mừng sinh nhật nè. Chụp ba bè lên nè. Mình lấy cái nhận quà mọi người. Vậy chưa lấy quà. Lấy quà với nàng. Trời Happy birthday chị. Trời ơi sao bự dữ nhỉ em. Đó là quà của Ngọc Trinh Ngọc Đảng là thiên kế. Thiên kế nghe cái này là của em. Happy birthday chị. Thank you. Đây là Ngọc Trinh, đây là Ngọc Đảng, đây là Ngọc Trai. Chị băng vô chụp chung với mọi người đi. Ủa sao mình vui luôn đi. Vui luôn đi. Vui luôn đi. Em đang băm cho chị chơi. Được rồi, móc được rồi. Băng băng băng. Đây đưa em. Trời ơi. Tôi hết nha mọi người ơi. Woo! Sold out trên toàn thế giới. Woo! Có túi đi pin rồi bác ơi. Dạ, tại có em cái. Có túi đi pin. Tại em bự con em có đồ. Thank you. Túi bự đẹp ha. Dạ đúng rồi, bỏ vô nè. Em có cả chị nè, có hai chị. Chị cảm ơn em nha. Dính số cho em đi, em trả bao nhiêu chị nè. Chị ơi, hộp dáng chị nha chị. Đẹp mà, thằng đeo đẹp. Cỡ này nha chị. Tháng 9 cũng cỡ này nha chị. Tháng 9 là ngày mấy năm? Tháng 7, tháng 9. Không biết nữa. Không có nhớ. Ha ha ha, ngày bấm máy đầu tiên cũng là ngày sinh nhật của chị Hằng luôn đó. Dằn mặt bả giỡn vậy thôi mà không ngờ bả tặng lại Trinh cái túi Chanel hồng gần 80 triệu. Cưng xỉu luôn. Trinh cũng có đập hộp quà của chị Hằng trong tập đập hộp mới đây á cả nhà. Giờ thì chị em Trinh tập dượt lại kịch bản chút xíu trước khi quay nè. Nói chung là lúc nào cũng phải tập dượt trước như vậy á cả nhà, để có thể góp ý cho nhau lúc này tâm lý em nên như thế nào để có thể hợp với nội tâm của nhân vật, rồi cũng như là mình hiểu được nhân vật của bạn diễn phải diễn ra làm sao. Đó, nói chung lúc nào cũng phải tập dượt như vậy. Học xu nào luôn. Trời ơi, anh nói xà lơ. Sao cô nói gì? Ê, cái con này sáng giờ mày nói tao tai biến rồi. Em ăn kèm chặt vậy. Rồi, chuẩn bị.
gì vậy? Con quỷ. Rồi chơi đi chơi thêm ơi. Rồi, ok. Máy chạy. Ngoài mấy cái lúc giỡn giỡn cười cười như vậy thôi, chứ chị em của Trinh nghe bấm máy một cái là tập trung vô diễn liền nè mọi người. Mọi người biết không, lúc mà Trinh nhận kịch bản chị em hai á, khi mà đọc kịch bản á, thì thấy nó đâu có cực gì nhiều đâu. Nhưng mà vô vai một cái người ta nói cực khỏi bàn luôn, cực nhất từ xưa tới bây giờ luôn á mọi người. Trời ơi, mọi người biết là cái cảnh chị em ở trong cái hồ nước á, cả cảnh nhảy, cả cảnh nàng tiên cá, rồi cả cảnh đánh nhau dưới nước của Trinh và chị Hằng là quay 5 ngày. Rồi cái cảnh mà Trinh chết đó, nằm ở dưới đất bùn sình là từ 12 giờ đêm cho tới 6 giờ sáng. Trời ơi, có hôm quay liên tục 12 tiếng, 16 tiếng luôn mọi người. Tiếc có chút xíu là có vài cảnh mình diễn quá diễn mà kiểu rất là lăn xả luôn á. Mà xong rồi không có được đưa vô phim, bị cất. Cho nên là cảm thấy rất là hơi tiếc một xíu. Giống như là cái cảnh chèo xuồng này nè mọi người. Trời ơi, chèo bà Hằng mỏi tay luôn á mà bị cắt, uổng ghê luôn. Nên thôi đăng clip hậu trường cho mọi người coi vui vẻ nè. Hi hi. 300. Cô thì bao nhiêu? Dạ em tới 1000 lận. Tại em đẹp, cho nên là má ba ép đi giá mắc hơn. Em đẹp hay em hơi điên? Em nói cho hai quan thầy nghe nè, chỉ cần hai quan thầy làm theo kế hoạch của em là sẽ có được 500 đồng liền. Chứ lương của hai quan thầy á, mỗi một tháng chừng mười mấy đồng chứ mấy. Biết khi nào mới khá. Giờ có được 500 đồng này, về quê, nghỉ việc, muốn làm gì đó là làm. Hai quan thầy có thấy nào mà lấy được giấy tờ tiền thân của lính không? Em lấy được rồi nè. Mày giỏi đấy. Chưa? À, cái gì vậy em ơi?
Thôi bây giờ tranh thủ ăn nhẹ để có sức quay tiếp nè cả nhà. Nói ăn nhẹ mà thấy ăn hơi nhiều nha. Coi lại thấy sợ luôn. Mấy chị em ăn quá ăn. Đó, anh sang đây chân quà. Chắc để nó xíu uống để nó nấu hủ. Nấu hết nấu rồi. Em ăn hộp vịt, em ăn gà lộn trước. Không phải để hôm nay. Không, không uống được. Giờ đến lúc tao ăn cái mày cho tao uống. Ê, ủa sao nó nóng quá vậy? Ủa em tưởng nó ngâm đen ngâm nước lạnh. Không, ngâm đen ngâm nước lạnh. Ê, vậy đó. Trời chị mua cái biển Vũng Tàu lên. Ngon lắm ăn đi mọi người ơi. Bánh mì là trắng này nha, trắng ướt nha. Khô hả? Bé chụp cho chị của Tấm rồi, thấy đi. Chị ăn chụp giật, anh ăn chụp giùm đi anh. Ừ. Buổi sáng rồi, buổi sáng. Ủa, Ngọc của Tâm nó cua rồi. Ngon lắm, chắc, ơi, chắc luôn á. Ngon mọi người. Để cho nó làm cho nó ốm bớt. Ăn riết kìa, ở không mà ế ăn riết cho cái mập thù lù ra kìa. Trời ơi, thiệt tình á. Thì ăn để cho nó ốm. Không từ sáng giờ nè. Thấy chưa? Rồi. Em cơm mưa đổ, mưa ướt lên, xin lỗi. Mình tiếp đi, tiếp thôi. Hai đứa anh với em gặp nhau, tưởng rằng mình quen nhau thôi, thì đã biết yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau, lời mối hẹn mùa xuân. Sau đêm nay ba gùi sẽ suy nghĩ lại có nên chuột tư nhị nghe không? Ba gùi. Ôi ông ơi, anh nói xà lơ. Sao cô nói gì? Sơ hở là chị em cười miết vậy đó cả nhà. Vui vậy mới có tinh thần làm mọi người ơi. Vô dai cái là mấy chị em ai cũng lăn xả. Nhất là mấy cái cảnh liên quan tới mưa, sông, hồ là xác định bữa hôm đó coi như là uể oải nha. Nhưng mà vẫn vui nha cả nhà. Cả đoàn chịu chứ không phải là mình Trinh chịu. Cho nên là Trinh hy vọng cả nhà sẽ tiếp tục ủng hộ Trinh cũng như là đoàn phim chị em hai nha. Cỏ này bị nghiêng bên đó ha. Nó bị nghiêng bên.
Hỏi này. Chị bơi vòng vòng. Đổi bên nó mới hăng nhầm. Đổi bên nó mới hăng nhầm. Cái mông ngồi trong công vậy. Đó. Chứ ngồi mà khép nét là không, chị không giữ thằng còn không hai cái tay gì giữ. Oh, Mr. Claude, make a little bit there. Mr. Claude, cleansing water. Ryan, sister, being skin. Bắt ra bèn. Nha. 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 Chắn cả nhà sẽ nhớ cái cảnh này đúng không? Trời ơi, hai chị em tôi đẹp vậy đó mà mấy bà kêu là giống hai con cá bảy màu. Tức ghê không? Tôi biết hết trơn đó nha. Giỡn vậy thôi chứ thật ra cảnh đó quay hai con cá bảy màu đẹp như vậy thì Trinh với chị Hằng cũng phải quay đi quay lại mấy lần á. Rồi Trinh cũng phải đi tập lặn nè, tập thở dưới nước nè. Hình như Trinh nhớ đợt đó Trinh tập 10 buổi đó mọi người. Nhớ lại mà thấy nể bản thân mình ghê. Như là mình cảm thấy ok, mình sắp chịu hết nổi rồi là bắt đầu mình mở mắt ra trước chứ không có bị hốt hoảng gán chịu đựng tới mức độ mà bật lên cái đó. Thì cái đó đến lúc mà mình làm việc mình tập á là mình biết được cái lúc cơ thể mình sắp không chịu được thì mình sẽ bắt đầu mình trồi lên chứ không đợi tới cái lúc giống như 3 ngày trước là bị chịu hết nổi cuốn hay mình bật lên cái một nữa không là chị sắp chịu hết nổi là bắt đầu mở mắt nè, bình tĩnh trong nước nè, xong rồi hạ tay xuống mình kiếm cái điểm á, hạ tay xuống rồi. Em nghe cô nói hạ chân cái bắt đầu hạ chân nè, ok không? Thôi vậy chút nữa, lần nữa nha, lần nữa dạ. Ừ. Đúng rồi, chị nằm ngửa ra vậy chị kéo đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Em quay chụp vậy? Em vừa chụp. Dạ rồi, rồi nàng tiên cá phóng xuống nè. Rồi phóng xuống đi, em vừa chụp mà. Đúng rồi, nhấn xuống. Trường xuống. Trường xuống. Đúng rồi, trời ơi đẹp quá nè. Cứu ta chứ. Trường tư bếp. Bây giờ nhấc vào cái đuôi không? Đủ khỏe không? Còn không thì chống tay xuống thử nhấc cái đuôi. Chị ngã người xuống mới thấy được cái mông của chị. Đúng rồi, đúng rồi. Tay chưa đủ khỏe đúng không? Tay yếu lắm. Tay em yếu lắm. Nhấc cái đuôi lên. Không nhấc nổi đuôi lên. Nhấc nổi lên là mặt xấu quá.
em muốn nhìn cho mình có niềm tin trước cái đã, hiểu không? Tôi nói sao cái đã. Bữa này mấy em đô từ đâu qua vậy? Trái qua phải hả? Trinh rất là hài lòng với những gì mình dành cho bộ phim và Trinh cũng rất là tâm đắc với vai diễn Tư Nhị lần này. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ Trinh cũng như là ủng hộ chị em hai nha. Và Trinh hy vọng diễn xuất của Trinh sẽ không làm cả nhà thất vọng. Cả nhà nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Trinh nha. Đừng quên để lại những cái comment bên dưới về phim cũng như là về nhân vật Tư Nhị để Trinh có thể rút kinh nghiệm cho những vai diễn tiếp theo nếu như mà Trinh có cơ hội. Một lần nữa cảm ơn cả nhà yêu của Trinh nhiều nha. Từ từ, 4 giờ chiều mới được ăn trưa mà sao tươi vậy?